Hai chào bạn, hôm nay là ngày 13 tháng 7 năm 2021. Shop xe đạp Hummy xin giới thiệu mẫu Genesis 1.0. Khung sườn con này được làm bằng nhôm, xe được trang bị đi dây âm sườn. Giá xe đang được bán với giá 4.650.000. Con này nếu ship khu vực Hà Nội là 4.9 triệu. Nếu ship khu vực miền Nam hoặc khu vực giữa giữa bản đồ là 4.8 triệu nha các bạn nha. Ship khu vực giữa giữa bản đồ là 4.8 triệu, ship khu vực Hà Nội là 4.9 triệu nha các bạn nha. Tay đề con này được trang bị tay đề Shimano. Tên con xe, thương hiệu con xe là Genesis 1.0. Giá xe ship xa nhất là 4.9 triệu, ship giữa giữa bản đồ là 4.8 triệu. Tay đề Shimano, cấu hình con xe được trang bị cấu hình là 3 đĩa 7 lip. 3 đĩa 7 lip. Khung sườn con này là khung sườn nhôm. Dây âm sườn, tên con xe, thương hiệu con xe là Genesis 1.0. Genesis 1.0. Yên là yên Genesis, cốt yên là cốt yên Genesis, ngàm thắng là ngàm thắng gom. Địa chỉ mua hàng là 184/8 đường Nguyễn Văn Lượng, phường 17, quận Gò Vấp. Địa chỉ mua hàng là 184/8 đường Nguyễn Văn Lượng, phường 17, quận Gò Vấp. Vỏ con này là vỏ CST City Pascal, vỏ là vỏ CST City Pascal. Dây âm sườn, tên con xe, thương hiệu con xe là Genesis 1.0. Xe được trang bị đi dây âm sườn. Khung sườn con này là khung sườn nhôm. Mối hàng là mối hàng vẫy cá. Tên con xe, thương hiệu con xe là Genesis 1.0. Cấu hình con xe được trang bị cấu hình là 3 đĩa. 3 đĩa. 7 lip. Có nhiều bạn hỏi con này bắt vè ba ga được không? Xin thưa rằng con này bắt vè ba ga được nha các bạn nha. Đây. Cái vị trí này là để bắt cái vè, bắt cái bát vè, cái vè nó sẽ nằm ở đây, nó sẽ có cái bát bắt ở đây và nó giao thòng xuống đây thì nó sẽ có hai cái cọng nó sẽ bắt vô đây. Ở đây nó có chừa con ốc nè, để chúng ta bắt cái vè trước nè. Đó, con này là có chừa lỗ để bắt vè ba ga, chúng ta mua về chúng ta chỉ việc bắt thôi nha các bạn nha. Các bạn thấy không? Nè, nó có hai cái cọng nè, nó có chừa hai cọng khoan nè, đó để cho chúng ta bắt vè ba ga. Cái này vè trước nè. Còn cái về sau thì ở đây nó có bắt một cái để bắt ở đây và một cái nữa bắt ở dưới đây nữa. Nếu mà cái về sau thì sâu dưới đây nó sẽ có một cái con lỗ nó chừa dưới đây nữa để chúng ta bắt cái về. Và khi nó vòng qua đây thì nó sẽ có hai cái cọng thì nó sẽ vô hai ốc này. Đó, con ốc này là để bắt về nè. Đó, con ốc này chừa ra đây để bắt cái về ở đây, bên kia cũng có hai con. Còn con ốc này thì nó chỉ thẳng lên đây. Nó chỉ thẳng lên đây để chúng ta bắt cái ba ga. Thì có ba ga nó sẽ chọc vô đây một cây nữa, hai cây chọc vô đây. Đó, nó chừa, nó khoan, nó để răng ren hết rồi. Các bạn mua về ba ga các bạn chỉ việc gắn vô thôi nha các bạn nha. Clip con này clip bằng 7 ATA Index, cùi đề clip là Shimano Tony. Đó, con này có chừa lỗ bắt về ba ga hết nha các bạn nha. Clip bằng 7 ATA Index, cùi đề clip là Shimano Tony. Chỉ có những con xe không bắt được về ba ga là nó không có chừa lỗ ở đây nè. Thì chúng ta sẽ không thể nào bắt cái vè ba ga của dòng City. Con này để mua vè ba ga thì các bạn có thể liên hệ công ty Zan 76 Phạm Văn Bạch nha các bạn nha. Để mua, hãng người ta sẽ bán cho các bạn và người ta giao hàng tới cho các bạn luôn. Clip con này clip bằng 7 ATA Index, cùi đề clip là Shimano Tony. Clip bằng 7 ATA Index, cùi đề clip là Shimano Tony. Cùi đề đĩa con này được trang bị cùi đề đĩa Shimano Tony. Giò dĩa con này giò dĩa Genix, xe được trang bị cấu hình là 3 dĩa 7 lip. Size vỏ con này 700x32, size vỏ là 700x32. Genix là hàng thương hiệu thiết kế design theo phong cách Italia. Genix là hàng thương hiệu thiết kế design theo phong cách Italia. Chế độ bảo hành khung sườn con này lên tới 5 năm. Do công ty tập đoàn Genix đứng ra chịu trách nhiệm phân phối và bảo hành. Tên con xe, thương hiệu con xe là Genesis 1.0. Giá xe đang được bán với giá chỉ có 4.900.000 là ship khu vực Hà Nội, 4.800.000 ship khu vực giữa bản đồ hoặc là khu vực Sài Gòn nha các bạn nha. Đó, giá mình bao ship, để ship hàng thì các bạn phải cọc tiền mình mới dám ship nha các bạn nha. Cọc 500 là mình ship hàng cho các bạn nha. Còn các bạn không lấy hàng là mất cọc nha các bạn nha. Đâu đó phải rõ ràng. Cọc tiền mà.
Nếu bạn không lấy thì các bạn đâu đòi tiền lại được. Có nhiều người cọc tiền còn đòi tiền lại nữa, sao đòi được. Bạn đã cọc tiền là mất tiền các bạn. Các bạn không lấy hàng là thôi mất, chứ ai đâu trả tiền các bạn. Tại gửi đi gửi về, tiền vận chuyển tới, tiền vận chuyển lui, nó đi ra, lên đi về là hết bà nó 500 ngàn của người ta rồi. Nhiều khi có chiếc 500-600 luôn. Tại một chiếc xe này nó sẽ tính cái quy cách cái thùng. Một cái thùng này á, quy cách của cái thùng nó là 1m38, cao của nó là 70, ngang của nó là 20 nha các bạn nha. Nên cái thùng nó khi mà đo ra quy cách vậy, nó sẽ tính ra khối lượng của cái thùng là, trọng lượng của cái thùng là 50kg, chứ không phải là con xe là 50kg. Mà nó tính cái thùng nó nhân, che nhân, cộng trừ nhân chia gì đó theo quy cách của bên bưu điện. Người ta sẽ tính là cái thùng là cao nhất là 50kg, thấp nhất đó là 45kg. Thì 45, 50kg khi gửi bưu điện thì nó cỡ 300 mấy, 400 ngàn hoặc 500 ngàn tùy nha các bạn nha. Tên con xe, thương hiệu con xe đang bán là Chinery 1.0. Để ship hàng thì các bạn phải cọc tiền 500 ngàn mình mới dám ship nha các bạn nha. Chào các bạn.